Thân ái chào cả nhà. Hôm nay mời cả nhà cùng mình vào bếp làm hai món ăn ngon cho bữa cơm nha các bạn. Hôm nay là chúng ta sẽ chế biến món tôm mực xào với lại cần tây, cà chua và củ hành tây nha các bạn. Đầu tiên chúng ta cho hành tỏi phi thơm, chờ cho nó vàng đều thơm. Rồi chúng ta sẽ cho tôm. Tôm này thì mình đã ướp một ít đường, một ít muối và một ít bột nêm gà. Mỗi cái tí xíu thôi các bạn. Cho vào cho nó thấm với hành tỏi vàng đều, có mùi thơm. Xong ta cho dĩa mực vào. Mực chúng ta cũng ướp vậy, nhưng mà thêm tí xíu nước mắm. Chờ cho nó sôi đều, món này rất mau chín nha các bạn. Chờ cho nó sôi đều, chúng ta cho dĩa rau cải vô, trộn đều là nó sẽ chín ngay. Nếu mà các bạn có dưa leo thì cho dưa leo vô càng ngon hơn các bạn. Nhà mình thì đã hết dưa leo rồi. Món tôm mực này ăn rất bổ dưỡng, thích hợp cho người lớn và trẻ em luôn nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ rang một ít tôm khô để cho vô nồi nước dùng nha các bạn. Nước hầm xương đó, cho tôm khô vô, nó sẽ tăng mùi thơm và ngon ngọt nước dùng. Rồi sau khi mà thịt đã chín thì chúng ta cho bông cải trắng. Nước súp này rất là ngon ngọt. Xong hai món. Các bạn thấy rất là đơn giản, dễ nấu. Chúc các bạn ngày mới nhiều sức khỏe, có cuộc sống an lành, hạnh phúc.